Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình có dịp đi qua Quỳnh Hưng. Quỳnh Hưng là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Xã có máy chính là 12553. Xã Quỳnh Hưng được chia làm 4 thôn: Tân Dân, Tài Giá, Phúc Bồi và Mỹ Giá.